Bồ Tát biết rõ chúng sanh và pháp đều bất khả đắc, nên ở nơi hết thảy pháp đều chẳng phược, chẳng trói, chẳng giải, chẳng mở. Bồ Tát biết rõ các pháp vốn là không, mà chẳng sanh do đã lâu đời bị phiền não che tâm, chẳng có hay biết như vậy. Nếu biết rõ các phiền não là hư vọng chẳng thật có, thì chẳng còn thấy trói buộc có giải thoát nữa. Theo thế tục thì nói khi cấu tâm được giải thì tâm trở lại thanh tịnh, nhưng thật ra tâm vốn chẳng có cấu tịnh. Vì tâm vốn là vô cấu vô tịnh nên chẳng có phân biệt các đạo chúng sanh, chẳng có phân biệt tội phước nghiệp báo. Do có thường khởi nghiệp tội và nghiệp phước mới thành các nghiệp quả báo. Bồ Tát biết các nghiệp tội nghiệp phước đều không nên chẳng còn có điên đảo. Như vậy Bồ Tát trú trong các pháp không mà đại trao nghiêm, thật là rất hy hữu. Ví như trồng cây giữa hư không mà thân cành lá hoa quả đều làm lợi ích cho chúng sanh. Phật dạy đúng như vậy. Theo trên đây, Ngài Xá Lợi Phất đã dùng không để nạn hỏi Phật, nên Phật cũng dùng không để đáp lại. Phật dạy tiếp, nếu chúng sanh trước có sau không, thì trước Phật trước Đại Bồ Tát mới có lầm lỗi. Nếu nói đưa chúng sanh vào vô dư niết bàn, vào nơi không, nơi vô sở hữu là đoạn diệt chúng sanh, cùng hết thảy pháp, thì như vậy mới là lầm lỗi. Chúng sanh cùng hết thảy pháp từ trước đến nay vẫn là không, dù có Phật hay dù chẳng có Phật cũng vẫn thường trú chẳng thay đổi. Như vậy ở nơi thật tướng pháp thì chẳng phân biệt có các đạo chúng sanh, cũng chẳng có chúng sanh thoát ra khỏi sanh tử. Vì sao? Vì các pháp vốn là không, mà do nghiệp của chúng sanh mà thành có vậy. Bồ Tát nghe chư Phật thuyết về pháp tướng mà phát tâm vô thượng Bồ Đề, tự nghĩ rằng chẳng có pháp nào là có định tướng là thật có, dẫn đến Bồ Đề cũng chẳng phải là pháp khả đắc, chỉ vì ngu muội điên đảo mà chúng sanh hư vọng chấp có các pháp vậy thôi. Bồ Tát phát đại trang nghiêm thệ nguyện rằng, ta quyết định sẽ được vô thượng Bồ Đề, chẳng phải chẳng được vậy. Khi ta được vô thượng Bồ Đề rồi, ta sẽ dùng thật pháp khai thị rõ ràng cho chúng sanh, đưa họ ra khỏi các chấp điên đảo, khiến họ được lợi ích. Trong kinh có nêu thí dụ về nhà huyễn thuật hóa tác giả các vườn rừng lầu quán vân vân, lại hóa tác giả các voi ngựa, các người nam nữ vân vân. Trên đây nhà huyễn thuật hóa tác giả các vườn rừng lầu quán vân vân, dù cho Bồ Tát dùng 6 pháp ba la mật để độ thoát chúng sanh, lại hóa tác giả các voi ngựa, các người nam nữ vân vân, dù cho Bồ Tát độ chúng sanh mà chúng sanh là như huyễn. Nhà huyễn thuật hóa tác giả các cảnh vật như trên chỉ nhằm làm vui lòng khán thính giả. Thế nhưng nếu cho các huyễn sự huyễn cảnh đó là thật, rồi bỗng tâm cầu ân huệ nơi nhà huyễn thuật, thì đó là cuồng si vậy. Cũng như vậy, Bồ Tát theo chư Phật nghe pháp, biết rõ các pháp đều là tánh không, là như huyễn, nên mới dùng pháp bố thí như huyễn để làm lợi ích cho chúng sanh như huyễn. Nếu ở nơi như huyễn mà còn cầu ân huệ, cầu phước đức, thì cũng tức là điên đảo vậy. Hỏi, huyễn pháp là do chú thuật mà được thành tựu, các cảnh vật, các sự việc do nhà huyễn thuật hóa tác ra là hư dối chẳng thật có, còn Bồ Tát chẳng hóa tác ra được chúng sanh. Như vậy vì sao lại ví Bồ Tát với nhà huyễn thuật? Đáp, ở nơi thật tướng thì chúng sanh cùng hết thảy pháp đều là không. Chúng sanh do các nghiệp như huyễn tạo thành nên cũng là như huyễn. Chúng sanh đã là như huyễn thì Bồ Tát cũng như nhà huyễn thuật cũng là như huyễn vậy. Bởi vậy nên mới hy dụng nhà huyễn thuật để dụ cho Bồ Tát. Hỏi, trên đây Phật nêu thí dụ về nhà huyễn thuật hóa tác giả các huyễn cảnh huyễn vật nhằm phá chấp hữu của chúng sanh. Như vậy vì sao Ngài Tu Bồ Đề còn hỏi nữa? Đáp, mặc dù Ngài Tu Bồ Đề biết rõ Bồ Tát đạo là tánh không, nhưng vì trong chúng hội còn có nhiều người nghi nên Ngài mới hỏi Phật để được giải rõ hơn. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, Bồ Tát hành đạo như thế nào mà thành tựu được chúng sanh thanh tịnh được Phật độ? Phật dạy, Bồ Tát từ sơ phát tâm đến nay hành 6 pháp ba la mật dẫn đến hành 18 bất cộng pháp, hành như vậy là thành tựu được chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Ngài Tu Bồ Đề hỏi, hành các pháp ấy như thế nào mà có thể thành tựu được chúng sanh? Ý Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, các pháp đều là tánh không, chúng sanh cũng là tánh không, như vậy làm sao có thể thành tựu được chúng sanh? Phật dạy, Bồ Tát dùng lực phương tiện dạy chúng sanh hành bố thí mà chẳng nên chắc bố thí là chân thật pháp. Bồ Tát dạy chúng sanh rằng, các người hành bố thí mà chẳng nên chấp bố thí. Như trong kinh có nói, chúng sanh hành bố thí với ước mong được giàu sang phú quý, được hưởng phước lạc, mà chẳng biết sự hưởng phước lạc là gốc dẫn sanh kiêu mạn và các thiện pháp. Khi phước lạc hết rồi, lại cũng sẽ phải đọa vào ba đường ác,
Bởi vậy nên các người chớ nên chấp quả báo bố thí, mà nên hồi hướng công đức bố thí về vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì các pháp là tánh không nên hết thảy pháp tướng đều bất khả đắc. Bồ Tát dùng được phương tiện giáo hóa chúng sanh, dẫn chúng sanh đến với Phật đạo. Bồ Tát tự mình hành bố thí, dạy chúng sanh hành bố thí, tán thán pháp bố thí và hoan hỷ tán thán người hành bố thí. Bồ Tát thâm ái các thiện pháp nên lấy bố thí làm cửa ban đầu, sơ môn, lấy từ bi làm dẫn đạo, nên thường được tâm nhu nhuyễn mềm mại. Bồ Tát lại dùng bốn niết pháp để nhiếp thủ chúng sanh, lần lần đưa họ vào trong ba thừa đạo, được niết bàn an lạc. Nếu thấy có chúng sanh tu phước, Bồ Tát rất hoan hỷ như người cha hoan hỷ thấy con mình khỏi tâm lành vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát lại dạy họ tu trì giới, tu thiền định, dẫn họ tu đạo thanh văn, đạo vi chi Phật. Nếu thấy có chúng sanh có tâm quảng đại, tâm từ bi, thì Bồ Tát lại dùng lực phương tiện dạy họ phát tâm vô thượng Bồ Đề, nói với họ rằng người nên phát tâm Bồ Đề để tự độ mình và độ người khác. Người nên dùng ba thừa giáo tùy theo căn tánh của chúng sanh mà độ họ, khiến tự mình có lợi ích và làm được lợi ích cho người. Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật thường được sanh vào dòng họ lớn, được làm chuyển luân thánh vương. Bồ Tát thường sanh vào cõi dục, vì ở cõi sắc chúng sanh tham đắm thiền vị, rất khó hóa độ. Bồ Tát thường sanh làm người, chẳng sanh lên các cõi trời, vì ở nơi đây chúng sanh chấp đắm dục lạc, rất khó hóa độ. Ở trong loài người trải qua nhiều kiếp, Bồ Tát dùng bốn niết pháp để hóa độ chúng sanh. Nếu thấy có chúng sanh phá giới, Bồ Tát nói với họ rằng do bị thiếu thốn mà người phá giới. Có thể đời trước do trì giới chẳng được đầy đủ mà đời nay người chịu cảnh bần cùng. Có thể đời trước người có trì giới đầy đủ nhưng lại thường làm các việc ác, nên nay bị lâm vào cảnh bần cùng dẫn đến phá giới vậy. Bồ Tát lại nói với họ rằng người hãy trì giới, ta sẽ cung cấp đầy đủ các vật dụng cần thiết. Do trì giới, ngươi sẽ được tự giải thoát. Nếu thấy chúng sanh sân giận, Bồ Tát nói với họ rằng ngươi chớ nên sân nhuế, ta sẽ cung cấp cho ngươi đầy đủ. Nhưng ngươi phải nên nhẫn nhục, chẳng có pháp nào bền chắc, chớ nên vì các pháp hư vọng mà khởi sân nhuế, tạo các nghiệp tội, khiến phải bị đọa vào chốn địa ngục ngạ quỷ, chịu vô lượng khổ đau. Hỏi: đối với người nghèo khổ mà cung cấp cho họ đầy đủ thì họ sẽ thỏa mãn, chẳng còn sân hận. Thế nhưng đối với hạng người chẳng có thiếu thốn nhưng chỉ vì chẳng được xứng ý mà sanh phiền não thì làm sao có thể dùng bố thí để nhiếp thủ họ được? Đáp: đối với hạng người này, Bồ Tát dùng từ bi tam muội để giáo hóa họ, khiến họ hết sân hận, hết phiền não. Bồ Tát nói với họ rằng hết thảy pháp đều là tánh không, người chớ nên sân hận, chớ vì một niệm sân hận mà khởi trọng tội, khiến phải chịu quả báo đọa vào ba đường ác, đọa vô lượng khổ đau. Người trở nên vì các sự việc vô ích trong phút chốc mà phải chịu đại khổ lâu dài. Trong kinh có chép một chuyện sau đây: ở một núi nọ có một Phật tự. Trong Phật tự có một căn phòng thường bị quỷ lui tới quấy phá, khiến chẳng ai dám ở. Một hôm có một vị khách tăng đến xin ở. Vị duy nà nói: phòng ấy thường bị quỷ quấy phá, ngài chẳng ở được đâu. Vị khách tăng tự tin mình có trì giới đầy đủ khiến quỷ chẳng dám quấy phá, nên quyết định xin vào phòng ấy ở. Lại có một vị khách tăng khác đến xin vị duy nà vào phòng ấy ở. Vị khách trước vào phòng đóng chặt cửa, ngồi im lặng chờ đợi quỷ đến. Vị khách sau đập cửa đòi vào. Vị khách ở trong chẳng chịu mở cửa. Vị khách ở ngoài dùng sức mạnh xô cửa khiến cửa mở tung ra. Thế rồi hai bên đều tưởng mình đã gặp quỷ đến quấy phá, nên trong đánh ra ngoài đánh vào, quyết hạ cho được quỷ. Cuộc ẩu đả quá dữ dội khiến cả hai bên đều té xuống đất nằm bất tỉnh. Đến khi trời sáng, hai vị tăng đều hổ thẹn, mỗi vị tự nhận thấy mình đã sai lầm, vì đối thủ của mình đêm qua chẳng phải là quỷ mà chính là người bạn học của mình thuở trước. Cả hai vị đều cùng nhau xin tạ tội. Cũng như vậy, năm ấm là không, là vô ngã, mà chúng sanh lại chấp thân năm ấm là ngã thân, chấp có ngã sở, dẫn đến đấu tranh lẫn nhau. Bồ Tát nói với chúng sanh rằng, các người ở nơi chỗ chẳng có căn bản mà khởi đấu tranh lẫn nhau, khởi sanh ra bao nhiêu tội lỗi, thân người khó được, pháp Phật khó gặp, chớ bỏ qua dịp may hiện nay, sau này thật khó có thể được cứu vậy. Nếu phải bị đọa vào địa ngục thiêu đốt, thì làm sao có thể nghe được pháp để được giáo hóa? Nếu đạo vào hạng ngạ quỷ súc sanh thì cũng là như vậy. Nếu sanh lên cõi trời thọ thiên thì do đắm chấp thiền vị nên cũng chẳng hay biết gì. Lại nữa, người sanh ở biên địa thường ngu si nên chẳng có thể giáo hóa được. Người sanh ra mà chẳng có được các căn đầy đủ
hoặc có đầy đủ các căn mà lại thâm chấp tà kiến cũng chẳng có thể giáo hóa được. Nếu các người rời vào trong các nạn ấy thì chẳng có thể được độ vậy. Bồ Tát nói với chúng sanh rằng, các người hãy lấy bố thí ba la mật làm đầu, tu ba la mật này sẽ dẫn sanh năm ba la mật kia. Các người chớ nên chấp quả bố thí, khi đã vào được tánh không rồi thì lần lần sẽ được vô thượng bồ đề và được vô dư niết bàn. Hết quyển 91.